Ui, con đã thi xong đại học rồi. Ờ, tốt đấy. Ờ. Bố thưởng cho con đi. Ồ, được. Bố vừa xem trên mạng có thằng này đi cái xe này trông ngầu phết. Ngầu con đấy. Thích không? Thích chứ. Ok. Thưởng cái xe này được bố ạ. Ồ, được. Thế con được mấy điểm đại học ấy nhỉ? 18 điểm. 18 điểm mà đòi cái xe này à? Không được. Bố sẽ mua cho mày một cái laptop để mà học hành. Thôi rồi, laptop cũng được, laptop cũng được. Con này được không? Không. Con này làm sao mà được? Con nào mà có một cái gập được ấy. Gập được á? Ừ. Chào anh em, laptop đã phát triển một chặng đường vô cùng dài. Từ những chiếc máy trông cực kỳ thô kệch như những chiếc mâm vậy, thì ngày nay laptop đã hóa thân thành ngọc trinh. Nó mỏng hơn, nó nhẹ hơn, nó thơm hơn. Và thậm chí có những chiếc laptop còn trắng không tì vết nữa. Nhiều nhà sản xuất laptop, người ta đã tích hợp màn hình cảm ứng ở những chiếc laptop này. Họ cho rằng đó là một sự phát triển giúp cho laptop như hổ mọc thêm cánh. Nhưng lại có rất nhiều người dùng cho rằng là màn hình cảm ứng trên laptop thực sự là một thất bại của tạo hóa, một sự cải lùi của công nghệ. Vậy thì sau 5 năm sử dụng, tôi là người sẽ cho anh em biết rằng liệu anh em có nên mua những chiếc laptop có màn hình cảm ứng cho năm 2021 không nhá. Nói anh em, bắt đầu thôi. Anh em ơi, hiện Sephones đã có bán các dòng laptop chính hãng phù hợp cho mọi nhu cầu, đa dạng tầm giá với nhiều ưu đãi cực khủng tha hồ cho anh em lựa chọn. Mời anh em kích ngay vào link để tham khảo sản phẩm nhé. Sephones cũng có hỗ trợ miễn phí giao hàng trong mùa dịch đấy. Ok anh em, bây giờ anh em đang có nhu cầu muốn mua một chiếc laptop màn hình cảm ứng thì tôi cần phải giới thiệu cho anh em là trên thị trường hiện nay đang có những loại laptop màn hình cảm ứng gì đã. Thì trên thị trường đang có tất cả là 3 thể loại laptop màn hình cảm ứng. Thứ nhất là laptop được thiết kế trông giống như một chiếc laptop bình thường, không có gì nổi trội cả. Chỉ khác là nó được trang bị thêm một chiếc màn hình cảm ứng ở trên thôi. Chúng ta thể kể đến một cái tên rất là nổi bật trong cái dạng này, đó chính là chiếc Dell XPS 13 9310 đang được bán với giá là 40 triệu, một cái giá ở tầm rất là cao cấp. Tuy nhiên, tôi cần phải nói với anh em một điều rằng là mặc dù nó có cái giá như vậy nhưng nó lại là thể loại laptop màn hình cảm ứng tệ nhất. Anh em nên tránh xa cái con này. Tại sao lại như vậy? Vì laptop là chiếc máy tính được thiết kế để anh em đặt tay lên trên bàn phím như thế này này. Khi anh em gõ, thứ di chuyển duy nhất của anh em đó chính là những đầu ngón tay. Còn lại thì anh em sẽ ngồi yên rất là thoải mái. Nhưng khi dùng màn hình cảm ứng cho laptop thì anh em sẽ phải dướn người ra để chạm vào màn hình như thế này này. Nếu như anh em dùng một thời gian lâu dài thì anh em sẽ nhận ra rằng là vai của anh em sẽ rất là có vấn đề. Đây là một cái cách dùng màn hình mà nó thực sự không hề thoải mái một chút nào cả anh em nhé. Chưa kể bản lề của nó cực kỳ lỏng lẻo. Anh em nhìn tôi bấm vào cái màn hình nó ọp ẹp, nó rung chưa này. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà Apple đến tận thời điểm ngày nay vẫn chưa tích hợp màn hình cảm ứng lên những chiếc MacBook của cái hãng này. Bởi vì họ cho rằng là đây là một cách sử dụng nó cực kỳ không thoải mái. Và đó là lời trích nguyên văn của Craig Federighi, là giám đốc sản xuất phần mềm của Apple. Và những nhà sản xuất laptop màn hình cảm ứng họ nhận thức được điều này. Họ lắng nghe những người dùng phàn nàn về những yếu điểm của một chiếc laptop màn hình cảm ứng theo kiểu truyền thống. Và họ đã nghĩ ra một cái loại laptop mới gọi là laptop yoga, hay gọi là 2-in-1 như chiếc laptop Dell Inspiron 13 mà tôi đang có trên tay đây. Anh em nhìn này, tại sao nó lại gọi là màn hình 2-in-1? Bởi vì nếu như anh em muốn dùng theo kiểu laptop, anh em chỉ cần lật như thế này theo kiểu hình chữ L. Và nếu như anh em muốn dùng theo một chiếc máy tính bảng, rất đơn giản thôi, anh em lật ngược lại như thế này anh em nhá. Đấy. Anh em lật ngược lại như thế này thì nó sẽ biến thành một chiếc máy đọc sách. Và anh em có thể dùng theo kiểu chiều dọc như thế này, khi anh em đọc báo cáo, anh em đọc truyện, đọc sách thì cực kỳ tiện lợi luôn anh em ạ. Thậm chí anh em có thể lật ngược theo kiểu hình chữ L như thế này thì khi anh em xem phim, mắt của anh em sẽ gần với cả màn hình hơn. Thực sự xem phim theo kiểu này rất là hay anh em nhé. Khi anh em xem theo kiểu laptop bình thường anh em phải ngồi xa hơn một chút, nhưng ngồi nhìn gần kiểu này thì anh em thấy rằng nó rõ ràng hơn và loa nó đến tai của các em gần hơn thì nghe nó cực kỳ hay anh em ạ. Tuy nhiên, giải quyết được vấn đề này thì laptop 2-in-1 lại gặp phải một vài vấn đề khác. Thứ nhất là vấn đề về cân nặng. Anh em thử nghĩ mà xem, chúng ta đã có một cái màn hình to như thế này rồi, sau đó chúng ta lại còn một đống phần cứng ở đằng trong này nữa, và chúng ta lại có thêm một cái bàn phím full size đầy đủ như thế này, thì khi mà anh em sử dụng, anh em muốn dùng, khi mà anh em nằm ấy, anh em lỡ nằm ngủ quên mà anh em làm rơi phát thì chắc chắn anh em sẽ phải làm lại bộ hàm ngay lập tức. Vấn đề thứ hai mà tôi nhận ra được ở laptop Dell màn hình cảm ứng dù là trung cấp hay là cao cấp nó đều mắc phải, đó chính là vấn đề về khóa bàn phím. Khi anh em sử dụng màn hình cảm ứng dưới dạng máy tính bảng như thế này, anh em ngược lại như thế này, thì anh em sẽ chạm tay ở bàn phím ở dưới rất là nhiều. Và khi anh em chạm như thế, anh em sẽ muốn là laptop Dell sẽ khóa cái bàn phím ở dưới đây cho anh em, nó không hiện lên ở đây. Thì Dell cũng có chức năng đó, nhưng mà chỉ sau 30 phút thì kiểu laptop Dell nó quên mình luôn anh em. Nó lại hiện lên, anh em mà chạm vào nó lại hiện lên như bình thường. Và anh em muốn nó có thể hoạt động lại thì anh em sẽ phải làm gì? Anh em sẽ phải lật lại theo kiểu laptop như thế này. Và vấn đề cuối cùng của chiếc laptop yoga anh em thực sự phải lưu tâm nhá. Đây là điều rất là quan trọng đấy. Đấy chính là cái màn hình này nó rất là đắt.
anh em làm rơi vỡ một cái anh em sẽ mất một đống tiền luôn, nó gần như là chiếm phải 2/3 cái số tiền khi anh em mua cái laptop này rồi. Chưa kể là anh em lật đi lật lại nhiều thế này thì anh em sẽ thấy rằng là bản lề của nó sẽ bị bong, nó rất là kém. Anh em mà nhìn gần vào cái laptop của tôi dùng được khoảng 3 năm ấy, anh em thấy rằng là đây, nó bong hết cả da rồi này, anh em nhìn sẽ rất là sợ. Và anh em quay đi quay lại như thế này nhiều thì cái dây cáp màn hình nối với cả bàn phím ở dưới nó có thể đứt. Và thay cái này thì thôi, cũng là một đống tiền rồi, anh em phải rất lưu tâm về vấn đề này. Và mẫu laptop màn hình cảm ứng cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là laptop Hybrid Detachable. Hybrid có nghĩa là gì? Có nghĩa là light, nó vừa là máy tính bảng, nó vừa là một chiếc laptop. Anh em có thể nhìn thấy ở đây, nó là một chiếc máy tính bảng thuần luôn. Detachable nghĩa là anh em có thể tháo bàn phím ra, anh em lắp vào rất là đơn giản. Anh em muốn dùng theo kiểu laptop, ok, lắp vào, xong luôn. Anh em muốn dùng theo kiểu tablet, theo kiểu máy tính bảng gì lại tháo ra như bình thường như thế này. Và trên tay tôi đây, tôi có chiếc Surface Pro 7, là cái dòng Surface gần như là cao cấp nhất của Microsoft thời điểm hiện tại. Nó giải quyết được vấn đề bấm ọp ẹp của một chiếc laptop cảm ứng truyền thống. Anh em thấy ở đây nó có một cái đế này, khi anh em bấm vào thì nó rất là chắc, nó sẽ không bị rung nhá. Và nó còn giải quyết được vấn đề cân nặng nữa, vì anh em thấy đấy, anh em chỉ còn đúng một cái chiếc màn hình cảm ứng thuần như thế này thôi, anh em dùng khi anh em nằm ấy, anh em sẽ không sợ rơi vào mặt nữa, anh em thấy không? Tuy vậy, không có một cái thứ gì nó hoàn hảo cả. Chiếc laptop màn hình cảm ứng thuần của Hybrid này cũng gặp phải một vấn đề rất là lớn, đó chính là cái bàn phím này. Vì đây là bàn phím theo dạng cơ động, nó có thể rút ra rút vào thoải mái, anh em cầm đi anh em thấy nó rất là nhẹ. Chính vì vậy cho nên là hành trình phím của cái bàn phím này nó rất là nông. Anh em bấm vào nó sẽ cho anh em một cái cảm giác gõ phím nó gần như không có một cái cảm giác xúc giác gì trên tay ấy. Chưa kể đến cái touchpad này, anh em nhìn này, nó quá bé. Anh em mà so với những cái chiếc laptop thông thường của thời đại ngày nay, khi mà họ đều cố gắng làm touchpad nó to đùng ra giống như là chiếc MacBook ấy, thì anh em thấy rằng là dùng ở trong này nó cực kỳ tù túng. Anh em có những cái chạm theo kiểu đa điểm, theo kiểu hai ngón như thế này, hay là chạm ngang này đó, nó cực kỳ tù luôn anh em ạ. Tôi nghĩ rằng nếu mà Microsoft muốn phát triển cái dòng Surface Pro này lên một cái tầm cao hơn, người ta muốn chạm tới nhiều khách hàng hơn, thì họ cần phải làm touchpad nó to ra một tí. Nhưng hiện tại thì tôi nghĩ rằng bàn phím này chưa thực sự hoàn hảo. Dù là chọn laptop cảm ứng theo kiểu gì chăng nữa, truyền thống này hay là 2-in-1 này hay là hybrid này, thì anh em cũng sẽ không thể nào mà lờ đi được vấn đề về cái màn hình của nó. Hầu như những cái màn hình cảm ứng con nào thế, kể điện thoại thôi, nó rất là bám vân tay. Anh em dùng một thời gian anh em thấy đầy dấu vân tay ở trên màn hình luôn. Với điện thoại thì nó không nghiêm trọng lắm, nhưng mà với laptop ấy thì nó cực kỳ là một vấn đề ấy. Anh em mà đang thiết kế, anh em muốn nhìn màu sắc nó tươi, anh em nhìn được một cái màn hình nó sạch sẽ, nó trong trẻo, anh em thấy rằng là ôi, nó rất là có cảm hứng để mà thiết kế đúng không? Nhưng mà anh em nhìn vào một cái màn hình nó bẩn như thế này, tụt mút luôn. Thật với anh em là 100% sRGB để làm gì khi mà màn hình nó bẩn như thế này? Để anh em thấy vấn đề chưa? Vậy thì anh em sẽ bảo là ông này ông chỉ làm to chuyện lên, màn hình cảm ứng thì màn hình nào chả dính vân, bây giờ tôi lấy khăn tôi lau qua một tí nó sạch lại dùng như bình thường. Thì tôi cần phải nói với anh em rằng ấy, đấy chính là cái màn hình này nó to chứ nó không bé như là mình iPad hay là màn hình điện thoại cảm ứng, anh em lau một tí là xong. Với con máy này nó to, anh em lau mãi có khi nó còn chả sạch được anh em ạ. Thêm vào đó tôi kiểu chỉ ra cho anh em một cái điều cực kỳ buồn, đó chính là màn hình cảm ứng của cái con laptop này nó không được nhạy. Anh em mà dùng điện thoại cảm ứng hay là iPad quen rồi thì anh em sẽ mong chờ là con này chạm một cái là đúng điểm mình cần luôn. Nhưng bấm ở trên những con máy này thì toàn lệch thôi và phải mất một lúc nó mới hiện ra, dù tôi đã căn chỉnh rồi đấy nhá. Ngoài ra cái lượng app được viết ra để anh em có thể tận dụng triệt để cái màn hình cảm ứng này ở trên những con laptop thì nó lại không có nhiều. Và những app rất quan trọng mà anh em hay dùng trên laptop thì nó lại không được thiết kế để sử dụng bằng đầu ngón tay. Với iPad, iPhone hay là những chiếc điện thoại cảm ứng, các biểu tượng đủ to cho phép anh em có thể chạm chính xác vào màn hình. Và dù Microsoft đã rất cố gắng để thêm chế độ máy tính bảng vào Windows 10, làm ra nhiều ứng dụng như là máy tính hay là setting thay thế cho control panel phù hợp hơn cho anh em dùng ngón tay. Nhưng những app cực kỳ quan trọng cho dân văn phòng như là Office, như là Word, như là Excel hay thậm chí một cái ứng dụng cơ bản như là File Explorer ấy, thì nó vẫn không thể nào bấm bằng ngón tay được. Một lý do nữa khiến cho những chiếc laptop màn hình cảm ứng như là Surface Pro 7 ở đây mất điểm, đó chính là về hiệu năng, về cấu hình anh em ạ. Ở đây tôi có cái con Surface Pro 7 này, tôi mua với giá là 30 triệu đồng, là kiểu cái giá tiền đấy là cận cao cấp rồi anh em nhá. Thì lẽ ra với 30 triệu anh em sẽ mong chờ có một cái cấu hình mạnh mẽ hơn, nhưng mà bởi vì nhà sản xuất họ tập trung vào đưa cho anh em một cái trải nghiệm mỏng nhẹ, mang đi mang lại được nên nó không quạt gió. Và vì không quạt gió thế cho nên là anh em sẽ không thể nào mà chạy những cái tác vụ nặng, ví dụ như là edit video, chỉnh sửa ảnh, hay là thậm chí anh em chơi một cái game cơ bản như tôi đang chơi Rockman đây, nó cũng giật khủng khiếp đó anh em ạ. Mua bút này, mua bàn phím tận thêm 3-4 triệu nữa là khoảng 35 triệu mà nhận về một cấu hình thì thực sự không đáng. Anh em có thể mua, chỉ cần bỏ ra khoảng 23 triệu mua một cái máy Acer Nitro 5, một cái laptop thuần thôi, anh em đã có một cái cấu hình khủng hơn, một cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều rồi. Trời ơi, cái clip này tôi chê nhiều quá và tôi rất xin lỗi anh em. Tôi đã dùng laptop màn hình cảm ứng tận 5 năm liền.
và tôi nhìn ra được rất là nhiều điểm bất cập của nó nên tôi hơi tiêu cực một chút. Chứ thực ra laptop màn hình cảm ứng phải công nhận rằng nó cũng có rất nhiều điểm mạnh. Thứ nhất là cái sự tiện lợi của nó. Anh em dùng ở trong một cái môi trường mà màn hình nó hơi gần với anh em một chút, hoặc là anh em không thể đặt tay lên bàn phím, ví dụ như anh em đang dùng cho ô tô ấy, thì nó sẽ rất là tiện lợi, anh em dùng chọn chọt một cái là xong. Và cái thứ hai là việc chuyển đổi giữa các ứng dụng cực kỳ nhanh, anh em chỉ cần vút lên một cái là xong. Nhưng mà tôi thấy là dùng Untap vẫn nhanh hơn, nhiều người lại thích, người ta thích chuyển đổi ở trên màn hình cơ. Thứ tư là với những người dùng laptop màn hình cảm ứng cho việc hội họa hay là cho việc thiết kế thời trang này, hay là những người mà người ta làm xăm, anh em người ta xăm người ta rất là hay phải vẽ trước ở trên máy tính ấy, thì người ta thấy rằng là những con laptop này cực kỳ tiện, nhất là với sự ra đời của cái chiếc Surface Pen này, cái chiếc bút của máy tính bảng Surface này nó cực kỳ nhạy luôn ạ, và nó tôi cảm giác là nó còn tốt hơn cả Apple Pencil nữa, thì anh em thấy rằng là mua một cái chiếc laptop này để mà thiết kế đồ họa cực kỳ đáng tiền. Tóm lại anh em ạ, ở thời điểm hiện tại năm 2021, tôi thể khẳng định với anh em rằng là màn hình cảm ứng trên laptop không vô dụng. Nhưng những nhà phát triển cho màn hình cảm ứng ở trên laptop thì họ vẫn chưa biết phải làm thế nào để cho nó hữu dụng hơn cho người sử dụng. Có lẽ trong tương lai thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng lúc này thì lời khuyên tôi cho anh em đó chính là anh em đừng mua một chiếc laptop màn hình cảm ứng vội. Nó tiện đấy nhưng nó chưa thực sự cần thiết. Anh em sẽ có một cái trải nghiệm dùng laptop tốt hơn khi em đầu tư tiền vào một chiếc laptop thuần truyền thống. Anh em muốn vẽ vời bằng bút ấy, thì anh em có thể đầu tư 18 triệu cho combo iPad Air 4 và Apple Pencil 2. Đấy sẽ là một trải nghiệm vẽ đồ họa cực kỳ sướng cho anh em, hãy tin tôi. So với việc là anh em đầu tư 35 triệu liền cho một cái combo Surface Pro 7 và Surface Pen, thực sự không đáng tiền. Anh em phải tin tôi nhá, tôi đang tiết kiệm một đống tiền cho anh em đấy. Nếu anh em thấy clip này có ích thì hãy like, share và subscribe cho channel của anh em TV nhá. Tôi là Tùng Dịch, người chuyên ăn gạch đá của anh em. Và hẹn gặp anh em vào clip lần sau. Peace.